Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 47, phẩm Pháp Công Ý Bàn của Phật thứ 33. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ Phật sự rộng lớn, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Tất cả chư thiên và loài người thế gian đều không biết được, quá khứ vị lai hiện tại hết thảy tất cả thanh văn độc giác cũng không biết được, chỉ có oai thần lực của Đức Như Lai. Những gì làm 10, đó là tất cả chư Phật đều hiện thọ sinh ở cõi trời đâu suốt của tất cả thế giới, tận hư không khắp pháp giới. Tu Bồ Tát hạnh làm đại Phật sự, vô lượng sắc tướng, vô lượng oai đức, vô lượng quang minh, vô lượng âm thanh, vô lượng ngôn từ, vô lượng tam muội, vô lượng trí huệ, cảnh giới sở hành, nhiếp lấy tất cả mọi người, thiên ma, phạm, sa môn, bà la môn, a tu la thảy, đại từ vô ngại, đại bi rốt ráo, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh, hoặc khiến cho sinh về cõi trời, hoặc khiến cho sinh về cõi người, hoặc tịnh căn của họ, hoặc điều phục tâm của họ, hoặc có lúc vì họ nói sự khác biệt ba thừa, hoặc có lúc vì họ nói một thừa viên mãn, khắp đều tế độ, khiến cho họ thoát khỏi sinh tử. Đó là Phật sự rộng lớn thứ nhất. Phật tử, tất cả chư Phật từ cõi trời đâu xuất, hàng sanh xuống thai mẹ, dùng tam muội rốt ráo quán thọ pháp sinh, như huyễn như hóa, như bóng, như hư không, như dương diệp, tùy theo vui thích mà thọ, vô lượng vô ngại, nhập vào pháp không tranh, khỏi trí huệ không chấp trước, lìa dục thanh tịnh, thành tựu diệu trang nghiêm tạng rộng lớn, thọ thân cuối cùng trụ ở lầu các đại bảo trang nghiêm mà làm Phật sự, hoặc dùng thần lực mà làm Phật sự, hoặc dùng chánh niệm mà làm Phật sự, hoặc hiện thần thông mà làm Phật sự, hoặc hiện mặt trời trí huệ mà làm Phật sự, hoặc hiện cảnh giới rộng lớn của chư Phật mà làm Phật sự, hoặc hiện vô lượng quang minh của chư Phật mà làm Phật sự, hoặc vào vô số tam muội rộng lớn mà làm Phật sự, hoặc hiện từ các tam muội đó khởi mà làm Phật sự. Phật tử, bấy giờ Như Lai ở trong thai mẹ, vì lợi ích tất cả thế gian thì hiện đủ thứ mà làm Phật sự. Đó là hoặc hiện sơ sinh, hoặc hiện đồng tử, hoặc hiện ở hoàng cung, hoặc hiện xuất gia, hoặc lại thị hiện thành đẳng chánh giác, hoặc lại thị hiện chuyển bánh xe pháp, hoặc thị hiện vào bát niết bàn. Như vậy đều dùng đủ thứ phương tiện, nơi tất cả phương, tất cả lưới, tất cả vòng, tất cả loại, ở trong tất cả thế giới mà làm Phật sự. Đó là Phật sự rộng lớn thứ hai. Bồ Tát Thành Liền Hòa Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Chư Phật Thế Tôn có 10 thứ Phật sự rộng lớn, vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Tất cả chư thiên và loài người thế gian đều không biết được Phật sự rộng lớn bao nhiêu. Quá khứ vị lai hiện tại hết thảy tất cả thanh văn, tu pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo mà ngộ đạo, và độc giác tu pháp 12 nhân duyên cũng đều không biết được Phật sự rộng lớn cỡ nào. 12 nhân duyên tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Bậc thánh nhị thừa cũng không biết được số mục bao nhiêu, chỉ có Phật với Phật mới biết được Phật sự rộng lớn cỡ nào. Những gì là 10, đó là 1. Tất cả chư Phật tận hư không khắp pháp giới, ở trong tất cả thế giới, khi bổ Phật vị tại cung trời đâu xuất tận hư không khắp pháp giới, cũng chẳng biết được có bao nhiêu cung trời đâu xuất. Mỗi cung trời đâu xuất, Phật đều thị hiện thọ sinh ở đó, tu sáu độ vạn hạnh của Bồ Tát làm đại Phật sự. Hiện tại chúng ta ở vạn Phật Thánh Thành cũng làm đại Phật sự. Bồ Tát ở tại cung trời đâu xuất, thị hiện vô lượng sắc thân, đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chỉ là nói tổng quát, nếu nói tỉ mỉ thì có vô lượng sắc, vô lượng tướng, lại có vô lượng oai đức, vô lượng quang minh, vô lượng âm thanh, vô lượng ngôn từ, vô lượng tam muội, chánh định, chánh thọ, vô lượng trí huệ, cảnh giới sở hành. Nhập lấy tất cả mọi người, thiền thiền mà, đại phạm thiên, sa môn, bà la môn, a tu la, là tiếng phạm, dịch là không đoàn tránh, còn dịch là không có diệu. Chúng có phước trời mà không có quyền lực trên trời, thường thích đấu tranh. Phật đại từ vô ngại, đại bi rốt ráo, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh, hoặc khiến cho chúng sinh được sinh về cõi trời, hoặc khiến cho chúng sinh được sinh về cõi người, hoặc khiến cho họ thanh tịnh căn lành, hoặc điều phục chúng sinh khiến cho tâm của họ chẳng còn phiền não, hoặc có lúc vì họ nói sự khác biệt về pháp môn ba thừa, tức thanh văn duyên giác Bồ Tát, hoặc có lúc vì họ nói một Phật thừa viên mãn, Phật nói ba thừa và một thừa, đều muốn khiến cho chúng sinh đến được bờ bên kia, thoát khỏi sinh tử, đó là Phật sự rộng lớn thứ nhất. Phật tử, tất cả chư Phật từ cõi trời đâu xuất hàng sanh xuống thai mẹ,
Tại thai mẹ nhập thai trụ thai, dùng tam muội rốt ráo quán thọ pháp sinh, như huyễn như hóa, như bóng như hư không, như dương diệp, tùy theo sự vui thích của họ mà thọ sinh chẳng có chướng ngại. Nhập vào tam muội không tranh, khởi trí huệ không chấp trước, lìa khỏi tất cả dục niệm, khôi phục sự thanh tịnh vốn có. Sở dĩ chúng sinh không thể lìa dục thanh tịnh, cho nên thọ sinh tử ở trong sáu nẻo luân hồi. Nếu có thể lìa dục thanh tịnh thì sẽ chấm dứt sinh tử. Chư Phật thành tựu diệu trang nghiêm bảo tạng rộng lớn, tu hành sáu độ phạn hạnh, bố thí chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, tu phước, tu huệ. Đồng lý đó, người ở trong đạo tràng tu đạo, đối với vật chất của chùa nhất định phải thương tiếc. Thương tiếc vật chất của chùa cũng giống như vật chất của chính mình. Cổ nhân có nói, thương tiếc vật thường trụ như bảo vệ con mắt của mình. Thương tiếc vật chất của chùa phải quý hơn là bảo vệ con mắt của mình. Tóm lại, phòng xá của chùa phải cố gắng bảo vệ, cho đến một trang giấy, một ngọn cỏ cũng đều phải tiết kiệm. Ví như chùa có chiếc xe thì phải đặc biệt cẩn thận coi chừng nó, coi trọng hơn Phật của mình. Lại như những giường ngủ của chùa, bàn ghế vân vân, nhất định phải giữ gìn cho tốt, không thể tùy tiện phá hoại hoặc làm tổn thất đồ vật của chùa. Mượn đồ dùng của chùa khi dùng xong thì nhất định trả lại, không thể cầu thả được. Đối với thức ăn cũng phải đặc biệt chú ý. Phàm là người nấu ăn, trước hết phải xem trong tủ lạnh có còn thức ăn thừa lại hay không. Nếu còn thì xem bao nhiêu người ăn, sau đó nấu thêm một chút. Đừng có bỏ quên những thức ăn còn ở trong tủ lạnh không để ý đến. Hôm nay lại thừa lại nhiều, ngày mai lại thừa lại nhiều. Đến một tuần lễ thì thừa lại đầy tủ lạnh, đều là cơm thừa, canh thừa, đều hư thối, không còn dùng được nữa, đem đi bỏ. Như vậy sẽ tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Tạo tội nghiệp như vậy, tương lai dễ đọa vào địa ngục. Đây gọi là xâm phạm thường trụ, không hiểu nhân quả. Bạn làm vật chất của chùa tổn hao, đây là sai lầm nhân quả. Cho nên chúng ta mỗi người tu đạo phải chú ý, đừng để những gì mình tu được mất mát đi. Những gì mất mát đi nhiều hơn là chúng ta tu được. Như vậy thì hết thuở vị lai cũng không thể tương ưng với đạo. Cao vị quá khứ, bất cứ có lỗi lầm gì, tôi đều có thể tha thứ, nhưng không thể tái phạm nữa. Hy vọng các vị phải đặc biệt kiểm điểm, chuyên tâm chú ý. Nếu không chú ý thì rất dễ sa nhân quả, đọa địa ngục. Các vị tại gia xuất gia, bốn chúng đệ tử giờ giờ phút phút đều phải cẩn thận, đừng sa nhân quả thì mới khỏi bị đọa lạc. Lúc nào bạn cũng sa nhân quả, lúc nào cũng biết rõ mà cố phạm thì tương lai chắc chắn sẽ bị đọa lạc. Đến lúc bạn đọa lạc, tôi cũng không có cách nào cứu bạn ra được. Lúc nào chúng ta thành Phật thì lúc đó thọ thân cuối cùng, đó là cuối cùng làm chúng sinh. Khi Phật trụ thai thì giống như ở lầu các đại bảo trang nghiêm mà làm Phật sự, hoặc dùng sức thần thông làm Phật sự, hoặc dùng chánh niệm khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm mà làm đại Phật sự. Thế thầy tất cả chư Phật đều làm đại Phật sự, hoặc hiện ra có trí huệ chiếu sáng khắp như mặt trời, dùng cảnh giới này để làm Phật sự, hoặc hiện cảnh giới rộng lớn của chư Phật mà làm Phật sự, hoặc hiện ra vô lượng quang minh của chư Phật mà làm Phật sự, hoặc vào vô số tam muội rộng lớn mà làm Phật sự, hoặc hiện từ trong các tam muội đó khởi mà làm Phật sự. Phật tử lúc đó Như Lai ở trong thai mẹ, vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh thế gian, cho nên mới thị hiện đủ thứ mà làm đại Phật sự. Đó là hoặc hiện sơ sinh, hoặc hiện thân đồng tử, hoặc hiện thân thái tử, hoặc hiện xuất gia, hoặc lại thị hiện thành đẳng chánh giác Phật, hoặc lại thị hiện chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh, hoặc thị hiện vào bát niết bàn. Như vậy đều dùng đủ thứ phương tiện, đầy tất cả địa phương, tất cả lưới và tất cả thế giới chủng tộc mà làm đại Phật sự. Đó là Phật sự rộng lớn thứ hai của Phật để giáo hóa chúng sinh. Phật tử, tất cả chư Phật đều đã thanh tịnh tất cả nghiệp lành, tất cả sinh trí đều đã sáng sạch, mà dùng sinh pháp hướng dẫn quẩn mê khiến cho họ khai ngộ, đủ các hạnh lành vì chúng sinh mà thị hiện sinh ở cung vua. Tất cả chư Phật đối với các sắc dục, cung điện kỹ nhạc đều đã xả bỏ, không còn tham nhiễm. Thường quán các cõi như hư không, chẳng có thể tánh, tất cả đồ vui đều không chân thật, giữ giới thanh tịnh của Phật, rốt ráo viên mãn, quán các nội cung thế thiết người hầu, sinh đại bi thương xót, quán các chúng sinh hư vọng không thật, khởi tâm đại từ, quán các thế gian, không một điều gì có thể vui mà sinh đại hỷ, nơi tất cả pháp tâm được tự tại mà khởi đại xả, đủ công đức của Phật, hiện sinh pháp giới, thân tướng viên mãn, quyến thuộc thanh tịnh, mà đối với tất cả đều không chấp trước. Dùng tùy loại âm thanh, vì họ diễn nói khiến cho nơi pháp thế gian sinh tâm nhảm lìa,
như việc làm của họ thị hiện đắc được quả, lại dùng phương tiện tùy ứng giáo hóa kẻ chưa thành thục thì khiến cho được thành thục, kẻ đã thành thục thì khiến cho được giải thoát, vì làm Phật sự khiến cho chẳng thối chuyển, lại dùng tâm từ bi rộng lớn, luôn vì chúng sinh nói đủ thứ pháp, lại vì họ thị hiện ba thứ tự tại khiến cho họ khai ngộ, tâm được thanh tịnh, tuy ở trong nội cùng các chỗ đều thấy hết, mà ở trong tất cả thế giới, bố thí làm Phật sự, dùng đại trí huệ, dùng đại tinh tấn, thị hiện đủ thứ thần thông của chư Phật, vô ngại vô tận, luôn trụ ba thứ nghiệp phương tiện khéo léo, đó là thân nghiệp rốt ráo thanh tịnh, lời nghiệp thường hành theo trí huệ, ý nghiệp thâm sâu không có chướng ngại, dùng phương tiện đó để lợi ích chúng sinh, đó là Phật sự rộng lớn thứ ba. Các vị đệ tử của Phật có biết chăng, tất cả chư Phật đều đã thanh tịnh tất cả nghiệp lành, chẳng còn pháp nhiễm ô, trí huệ của tất cả chúng sinh, Ngài đều thấu rõ thanh tịnh sáng sạch, dùng pháp của chúng sinh, quán ý ưa thích của chúng sinh, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, ví như tài không độ đứa bé, dùng các thứ ví dụ để hướng dẫn tất cả chúng sinh mê hoặc, khiến cho họ đều được khai ngộ, viên mãn đầy đủ tất cả các căn lành, vì hết thảy chúng sinh mà thị hiện sinh ra ở trong hoàng cung, đối với tất cả sắc đẹp, cung điện đẹp nhất và cung phi mỹ nữ, thảy đều buông bỏ lìa khỏi, không còn tham nhiễm, thường quán ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tam giới 25 cõi đều là hư vọng, chẳng còn chút tham luyến nào nữa, hết thảy tất cả sự khoái lạc hoàn toàn là giả, đều không chân thật, đáng tiếc chúng sinh đều nhiễm khổ làm vui, nhận giặc làm con, lấy đen làm trắng, điền điền đảo đảo, nhìn chẳng thấu buông chẳng đặng, nhưng Phật sớm đã thấu rõ tất cả đều không chân thật. Chư Phật thuở xưa đều giữ giới thanh tịnh của Phật, rốt ráo viên mãn. Phật quan sát vợ con trong cung và tất cả cung nga thể nữ mà sinh tâm đại bi thương xót họ còn đang ở trong luân hồi, thật đáng thương xót. Lại quan sát tất cả thế gian không có một điều gì đáng tham trước, tất cả đều là vô thường hư vọng mà sinh tâm đại hoan hỷ. Hiện tại tôi đã minh bạch rồi, đối với tất cả pháp tầm được tự tại mà sinh tâm đại xả, xả bỏ được tất cả. Đầy đủ công đức viên mãn của Phật hiện sinh trong pháp giới, Phật chẳng những thành Phật ở tại thế giới Ta Bà, mà ở tại mỗi thế giới khác cũng đều thành Phật. Thân có đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp viên mãn, có vô lượng quang minh, hết thảy quyến thuộc của Ngài đều thanh tịnh, đối với tất cả pháp thế gian đều không chấp trước, ở trong cung điện đẹp đẽ lại chẳng tham ái vợ đẹp con xinh, cũng chẳng chấp trước vào tất cả chúng sinh, lại chẳng chấp vào tất cả thế giới, xem tất cả hết thảy đều thành thật tướng vô tướng. Khi nói pháp, hết thảy chúng sinh đều nghe hiểu được, cho đến tất cả súc sinh đều minh bạch ý nghĩa của Phật nói. Đây gọi là Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh tùy lại đều hiểu được, vì chúng sinh diễn nói diệu pháp khiến cho họ đối với đủ thứ cảnh giới điên đảo phiền não của thế gian đều sinh tâm nhảm lìa. Tu hành giống như Phật đã tu, thị hiện Phật quả mà Phật đã đắc được, lại dùng đủ thứ phương tiện khéo léo, tùy cơ duyên của chúng sinh, do đó quán cơ thí giáo vì người thuyết pháp. Người đáng dùng thân Phật độ được, liền hiện thân Phật để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được, liền hiện thân Bích Chi Phật để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Thanh Văn độ được, liền hiện thân Thanh Văn để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Duyên Giác độ được, liền hiện thân Duyên Giác để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Bồ Tát độ được, liền hiện thân Bồ Tát để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Ông Vua độ được, liền hiện thân Ông Vua để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Quan Lớn độ được, liền hiện thân Quan Lớn để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Đồng Nam Đồng Nữ độ được, liền hiện thân Đồng Nam Đồng Nữ để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni độ được, liền hiện thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Cư Sĩ Nam Cư Sĩ Nữ độ được, liền hiện thân Cư Sĩ Nam Cư Sĩ Nữ để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Trường Giả Cư Sĩ độ được, liền hiện thân Trường Giả Cư Sĩ để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Thầy Giáo độ được, liền hiện thân Thầy Giáo để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Học Sinh độ được, liền hiện thân Học Sinh để vì họ nói pháp. Tóm lại, đáng dùng thân gì độ được thì Phật liền hiện thân đó để vì họ nói pháp. Đây gọi là tùy loại giáo hóa. Người căn lành chưa thành thục thì khiến cho được thành thục. Người chưa trồng căn lành thì khiến cho họ trồng căn lành. Đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng. Đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục. Căn lành đã thành thục thì khiến cho họ được giải thoát. Vì hết thảy chúng sinh mà làm đại Phật sự
khiến cho họ phát tâm bồ đề chẳng thối chuyển. Từ bi rộng lớn của Phật không thể dùng lời lẽ để hình dung. Từ bi của Ngài thấm nhuần vô duyên bi nguyện đồng thể. Do đó vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Càng không có duyên thì càng dùng tâm tử bi để cảm hóa họ. Phật xem chúng sinh đều đồng một thể, luôn luôn vì hết thảy chúng sinh nói đủ thứ pháp. Lại vì họ thị hiện thân miệng ý tự tại, khiến cho họ khai ngộ, khiến cho trong tâm của họ khôi phục lại bổn lai thanh tịnh, tánh diệu chân như. Phật sinh ra ở trong hoàng cung, vì tất cả Bồ Tát, Đức Chi Phật, Thanh Văn, Trời, Người, Atula, Quỷ Thần, v.v. các chỗ đều thấy hết. Tuy Ngài ở trong nội cung, mà trong tất cả thế giới làm đại Phật sự, Ngài dùng đại trí huệ, tu pháp môn đại tinh tấn, thể hiện đủ thứ thần thông của chư Phật, viên dùng vô ngại, không cùng tận. Luôn luôn trụ ba thứ nghiệp phương tiện khéo léo, đó là thân nghiệp tốt giáo thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. Lời nghiệp thường tùy theo trí huệ, không nói bậy bạ. Ngài không nói thì thôi, mà nói ra thì nhất định hợp với trí huệ. Đây tức cũng là thân nghiệp, tùy trí huệ hành. Lời nghiệp tùy trí huệ hành, ý nghiệp cũng tùy trí huệ hành. Đây là thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh ở trong 18 pháp bất cộng của Phật. Ý nghiệm thâm sâu, không có mọi sự chướng ngại, dùng đủ thứ phương tiện đó để lợi ích tất cả chúng sinh. Đó là Phật sự rộng lớn thứ ba của Phật. Phật tử, tất cả chư Phật thị hiện đủ thứ cùng điện trang nghiêm, quán giác nhảm lìa, xả bỏ mà xuất ra, muốn khiến cho chúng sinh biết rõ pháp thế gian đều là vọng tưởng vô thường bại hoại mà sinh tâm nhảm lìa, không sinh tâm nhiễm trước, dứt hẳn tham ái phiền não thế gian, tu hạnh thanh tịnh là ích chúng sinh. Khi xuất ra, bỏ oai nghi thế tục, trụ pháp không tranh, đầy đủ bổn nguyện vô lượng công đức, dùng đại trí huệ quang minh diệt trừ ngu si đen tối của thế gian, làm dụng phước vô thượng của các thế gian, thường vì chúng sinh khen ngợi công đức của Phật, khiến cho họ trồng các gốc lành. Dùng mắt trí huệ thấy nghĩa chân thật, lại vì chúng sinh khen nói sự xuất gia thanh tịnh không lỗi, vĩnh viễn được thoát khỏi, thường làm tràng các trí huệ của thế gian, đó là đại Phật sự rộng lớn thứ tư. Phật tử, tất cả chư Phật đủ nhất thiết trí, nơi vô lượng pháp đều đã thấy biết, dưới cội bồ đề thành túi chánh giác, hàng phục các ma, bái đức đặc biệt tôn quý, thân ngài sung mãn tất cả thế giới, thần lực chỗ làm vô biên vô tận, nơi nhất thiết trí nghĩa chỗ làm đều được tự tại, tu các công đức đều đã viên mãn, tòa bồ đề của ngài đầy đủ sự trang nghiêm khắp cùng mười phương. Tất cả thế giới chỗ Phật trên hết chuyển bánh xe pháp, nói hết thảy hạnh nguyện của các Bồ Tát, khai thị vô lượng cảnh giới của chư Phật, khiến cho các Bồ Tát đều được ngộ nhập tu hành đủ thứ diệu hạnh thanh tịnh. Lại hay chỉ bày dẫn dắt tất cả chúng sinh, khiến cho họ trồng căn lành, sinh ở trong đất bình đẳng của Như Lai, chủ nơi vô biên diệu hạnh của các Bồ Tát, thành tựu tất cả công đức thắng pháp, tất cả thế giới, tất cả chúng sinh, tất cả cõi Phật, tất cả các pháp, tất cả Bồ Tát, tất cả sự giáo hóa, tất cả điều phục, tất cả thần biến, tất cả chúng sinh, tầm ưa thích đều khéo biết rõ mà làm Phật sự, đó là đại Phật sự thứ năm. Phật tử, tất cả chư Phật chuyển bánh xe pháp bất thối, vì khiến cho các Bồ Tát không thối chuyển, chuyển vô lượng bánh xe pháp, vì khiến cho tất cả thế gian đều biết rõ, chuyển bánh xe khai ngộ tất cả các pháp, vì hay làm đại vô ý sự tử hống, chuyển bánh xe pháp tất cả pháp trí tạng, vì khai môn pháp tạng để diệt trừ ám chướng, chuyển bánh xe pháp vô ngại vì đồng với hư không, chuyển bánh xe pháp không chấp trước vì quán tất cả pháp chẳng phải có không, chuyển bánh xe pháp chiếu thế gian vì khiến cho tất cả chúng sinh thanh tịnh pháp nhãn, chuyển bánh xe pháp khai thị nhất thiết trí vì pháp đều khắp tất cả ba đời, chuyển bánh xe pháp tất cả chư Phật đồng nhất vì tất cả Phật pháp chẳng trái nhau, tất cả chư Phật dùng vô lượng vô số trăm ngàn ức nào do thà bánh xe pháp như vậy, tùy tâm hạnh khác nhau của các chúng sinh mà làm Phật sự không thể nghĩ bàn, đó là đại Phật sự thứ sáu. Phật tử, các vị có biết rằng tất cả chư Phật thị hiện đủ thứ sự trang nghiêm tốt đẹp ở trong cung điện, ngài quan sát tỉ mỉ đối với pháp thế gian sinh tâm nhàm lìa, muốn xả bỏ mà xuất gia tu đạo, ngài cũng muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều biết rõ pháp thế gian đều là vọng tưởng, thế giới này làm sao mà thành là do vọng tưởng của chúng sinh mà thành, tương lai cũng do vọng tưởng của chúng sinh mà hư hoại, do đó nhân như vậy, quả như vậy, thế gian tất cả hết thảy đều vô thường bại hoại, Bồ Tát cũng nhằm lìa pháp thế gian, Phật càng nhằm lìa tất cả pháp thế gian, chẳng sinh tâm nhiễm ô và chấp trước. Phật đã vĩnh viễn dứt hẳn tất cả tâm tham ái dục phiền não thế gian, những gì người thế gian tham, Phật chẳng tham,
Những gì người thế gian ái, Phật chẳng ái, do chẳng còn tham ái, nên chẳng còn phiền não. Phiền não của chúng ta từ đâu sinh ra? Là do tham và ái sinh ra. Nếu không tham thì chẳng còn ích kỷ, chẳng còn ích kỷ thì cũng chẳng còn phiền não. Tại sao phải tham? Vì bị ái dục chi phối, bèn sinh ra tham ái. Có tham ái rồi thì không thể tọa tâm như ý, bèn sinh ra phiền não. Nếu có phiền não thì có điên đảo thì có nhiễm ô. Tu hạnh thanh tịnh thì sẽ phá trừ nhiễm ô, và lúc nào cũng đều lợi ích tất cả chúng sinh. Khi Phật còn ở hoàng cung, chẳng tham trước tất cả ái dục và vinh hoa phú quý của thế gian. Khi xuất gia, Ngài xả bỏ tất cả oai nghi của thế tục, chẳng đấu tranh và tranh luận với họ, đắc được tam muội vô tranh. Do đó, tranh là tâm thắng phụ, trái ngược lại với đạo, bèn sinh tâm bốn tướng, làm sao được tam muội. Phật trụ nơi pháp không tranh, Ngài hoàn thành lời nguyện đã phát ra thuở xưa đầy đủ vô lượng công đức, dùng đại trí huệ quang minh diệt trừ tất cả ngu si, tất cả đen tối của thế gian, làm dụng phước vô thượng của chúng sinh thế gian, thường vì tất cả chúng sinh khen ngợi công đức của chư Phật mười phương ba đời, khiến cho họ trồng các phước, trồng tạm bảo, cầu huệ, trồng tất cả căn lành. Phật dùng mắt trí huệ thấy tất cả nghĩa lý chân thật, lại vì tất cả chúng sinh khen ngợi công đức xuất gia. Xuất gia là ra khỏi nhà ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, và cũng là ra khỏi nhà thế tục. Thế tục tức là nhà thế tục thế gian, chẳng còn quan niệm thế tục, và cũng là ra khỏi nhà phiền não. Chúng ta mỗi người đang ở tại nhà thế gian đều ở trong nhà phiền não. Một khi nổi giận thì cảm thấy còn hơn là ăn chân hào hải vị, càng có vị đạo. Cho nên xuất gia tức là ra khỏi nhà phiền não, và cũng là ra khỏi nhà vô minh. Vô minh tức là chẳng hiểu biết gì hết, sự việc gì cũng chẳng minh bạch, làm việc gì cũng điên đảo, cho nên phải ra khỏi nhà vô minh. Xuất gia lại có nhiều thứ phân biệt, giống như người xuất gia Trung Quốc, có người vì già không có chỗ nương tựa, xuất gia vào trong chùa có chỗ ăn chỗ ở. Có người thì bị hoàn cảnh mà xuất gia, như phạm pháp giết người, thay tên đổi họ làm người xuất gia, phương pháp cũng không quản họ nữa, tìm cũng không được họ. Có người từ nhỏ đi xuất gia vì khó nuôi đem vào chùa cho xuất gia. Ba hạng người xuất gia ở trên tu hành được hay không thì chẳng biết, hoặc có thể tu được hoặc có thể tu không được. Còn có người vì sinh tử, vì phát tâm bồ đề mà xuất gia. Hạng người xuất gia này thì thật tu hành, luôn nghĩ đến sinh tử, phát tâm đại bồ đề, y chiếu pháp của Phật nói mà tu hành. Xuất gia cũng có đủ thứ cảnh giới này, nhưng xuất gia rồi phải thanh tịnh lỗi lầm, không có tất cả mọi lỗi lầm, vĩnh viễn đều thoát khỏi tội lỗi, khôi phục lại sự thanh tịnh vốn có, vĩnh viễn thoát khỏi nhà ba cõi, nhà phiền não, nhà vô minh, nhà thế tục, làm tràng cao trí huệ của tất cả chúng sinh thế gian. Đó là đại Phật sự rộng lớn thứ tư. Hỏi: tại sao chẳng có Phật là người nữ? Đáp: chẳng phải chẳng có Phật người nữ, cũng có. Trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ ràng, lòng nữ hiến châu lập tức thành Phật. Lòng nữ là người nữ, lòng nữ dâng cúng hạt châu cho Đức Phật bèn lập tức thành Phật, để chứng minh thần nữ cũng có thể thành Phật, bất quá rất ít. Tại sao làm thân nam, tại sao làm thân nữ? Là do hoan hỷ. Ý niệm thích thân nữ nhiều thì làm thân nữ, ý niệm thích thân nam nhiều thì làm thân nam. Đó là do nghiệp của chính mình tạo mà thọ quả báo, gọi là tạo nghiệp thọ báo, cũng là chuyển theo nghiệp. Song cũng có người chi phối được nghiệp của mình. Mình không chuyển theo cảnh giới mà quay chuyển được càn khôn, chuyển biến được nghiệp làm chủ được. Nếu chuyển theo nghiệp thì không thể khống chế được, nếu chuyển nghiệp được thì khống chế được. Tại sao Bồ Tát phải phát nguyện? Tức là vì khống chế lưu chuyển theo nghiệp, có đại nguyện này làm trụ thì chuyển nghiệp được. Do đó, người chuyển được nghiệp, nghiệp không chuyển được người. Người chuyển được cảnh giới không chuyển được người, đó là khống chế được. Xong phải có trí huệ mới khống chế được, nếu cứ ngu si làm việc điên đảo thì không nào, không thể nào khống chế được. Xin hỏi bạn tại sao phải làm việc điên đảo? Bạn nói bạn không biết, không biết thì chạy theo nghiệp, chứ chẳng phải người nữ không thể thành Phật, cũng chẳng phải nói Phật là dương quỷ là âm, không sai, có thể nói như thế. Phật là thuần dương, quỷ thì thuần âm, con người thì nửa âm nửa dương, chẳng phải người nam thì hoàn toàn dương, còn người nữ thì hoàn toàn âm. Nếu người nam là hoàn toàn dương thì đâu có kết hôn với người nữ. Nếu người nữ hoàn toàn âm thì cũng đâu cần kết hôn với người nam. Kết hôn rồi thì biến thành nửa âm nửa dương, không còn thuần nữa. Nếu tu hành, tu đến vô lậu thì thuần dương, nam là dương.
nhưng trong dương có âm, nữ là âm nhưng trong âm có dương. Cho nên kết hôn rồi có thể sinh con đẻ cái đều là âm dương biến hóa, đây chẳng phải là tuyệt đối, chẳng phải người nam nhất định là dương, người nữ nhất định là âm. Kinh dịch có nói rằng, một âm một dương gọi là đạo, lệch âm lệch dương gọi là bệnh. Nếu lệch một bên thì có màu bệnh, không lệch thì chính giữa. Chẳng dịch gọi là dong, tức là đạo ở trong dong. Cho nên làm người nam đừng cho rằng tôi là dương, vậy tại sao bạn muốn kết hôn? Một khi kết hôn thì trong dương có âm, người nữ kết hôn rồi thì trong âm có dương. Đây là hỗn tương thay đổi, đây là vấn đề âm dương. Tại sao gọi là con người? Con người chỉ là tên giả mà thôi. Trước kia chẳng phải tôi đã giảng qua nhiều lần rồi chăng? Tôi nói thuở xưa từ khi bắt đầu gọi là con người. Nếu lúc đó gọi con người là con chó thì gọi là con chó, vì gọi lâu rồi thành tập quán. Cho nên con người chỉ là tên giả mà thôi. Do đó một âm một dương là người. Trong âm có dương, trong dương có âm. Trong mùa đông ẩn tàng mùa hè, trong mùa hè lại ẩn tàng mùa đông. Mùa đông đến thì một ngày là dương sinh, hè đến thì một ngày là âm sinh. Một năm cũng là âm dương, âm đến cực điểm tức là dương, dương đến cực điểm tức là âm. Cho nên người sinh ra là dương, chết đi là âm. Đạo lý giống nhau, cho nên bạn nói chúng ta gọi là người. Nếu ban đầu gọi là gà, thì tên của con người là gà, gọi lâu dần không cảm thấy lạ nữa. Giống như đặt tên cho đứa bé, gọi là chó con. Khi lớn lên ai gọi là chó con thì nó biết là gọi nó. Đây chỉ là tên giả mà thôi. Họ Trương nói tôi họ Trương, hỏi họ sao lại họ Trương, vì cha của họ là họ Trương, ông nội của họ là họ gì cũng là họ Trương, truy cứu ông Cố, ông Tằng, vân vân, cho đến lúc không còn có thể truy cứu được nữa. Họ là họ gì thì không biết, vì đó đều là giả. Cho nên con người đừng có chấp trước, nói tôi như thế này, như thế nọ, đó đều là có cái ta, có sự ích kỷ, cho nên có phiền não. Nếu như chẳng còn cái ta, chẳng còn sự ích kỷ thì đâu còn phiền não. Tại sao con người nóng giận? Vì cảm thấy người khác đối với mình không tốt, tổn hại đến mình bèn nổi nóng. Còn đối với mình có lợi ích thì vui mừng, đó đều là bị cảnh giới vô minh lai chuyển. Phật tử, tất cả chư Phật đủ nhất thiết trí huệ, chẳng có gì mà Ngài không biết, chẳng có gì mà Ngài không thấy. Ngài ngồi dưới cội bồ đề thành tựu quả vị Phật, chánh đẳng chánh giác. Thành Phật rồi hàng phục tất cả thiên ma chế các ngoại đạo, oai đức của Ngài đặc biệt cao thượng tôn quý. Pháp thân của Phật sung mãn tất cả thế giới, tận hư không khắp pháp giới không có chỗ nào mà không có, chiếu khắp tất cả thế giới đèn tối. Sức thần thông của chư Phật hiện ra tất cả cảnh giới, quang minh đầy khắp tất cả thế giới, sức lực đó vô biên cũng vô tận. Nơi pháp nhất thiết trí huệ, chỗ làm chân thật nghĩa, đều đắc được cảnh giới viên mãn tự tại, tu tất cả công đức đều viên mãn thành tựu. Phật ngồi tòa bồ đề đầy đủ sự thanh tịnh trang nghiêm diệu dụng, khắp cùng mười phương tất cả thế giới. Chỗ Phật ngồi trên hết, chuyển bánh xe pháp vi diệu vô thượng, nói hết thảy hạnh nguyện tu hành từ xưa của các Bồ Tát, khai thị vô lượng cảnh giới của chư Phật, khiến cho tất cả Bồ Tát sơ phát tâm đều được ngộ nhập vào cảnh giới này, tu hành đủ thứ diệu hạnh thanh tịnh. Lại chỉ bày dẫn dắt tất cả chúng sinh, khiến cho họ biết làm thế nào gieo trồng căn lành, sinh vào ở trong đất bình đẳng của Như Lai, tu hành vô biên diệu hạnh của tất cả Bồ Tát, thành tựu tất cả công đức, pháp môn thù thắng. Tất cả thế giới, tất cả chúng sinh, tất cả cõi Phật, tất cả các pháp của Phật nói, tất cả Bồ Tát, tất cả sự giáo hóa, nhân duyên tất cả ba đời, khiến cho tất cả chúng sinh đều được điều phục mà thị hiện tất cả thần thông biến hóa. Tất cả chúng sinh trong tầm ưa thích, Phật đều khéo biết rõ mà làm Phật sự, đó là đại Phật sự thứ năm của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật thường chuyển bánh xe pháp bất thối, vì khiến cho tất cả Bồ Tát không thối chuyển nơi an đậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, chuyển vô lượng bánh xe pháp, vì khiến cho tất cả chúng sinh thế gian đều biết Phật pháp, chuyển bánh xe pháp khai ngộ chúng sinh tất cả các pháp, vì có tinh thần đại vô ý, làm sư tử hống chuyển bánh xe pháp tất cả pháp trí tạng, vì khai môn tất cả pháp tạng, để diệt trừ tất cả đen tối và chướng ngại. Chuyển bánh xe pháp vô ngại vì đồng với hư không, chuyển bánh xe pháp không chấp trước. Tại sao chẳng có chấp trước? Vì quán tất cả pháp lìa khỏi có không, tức lìa khỏi có không thì còn gì để chấp trước. Chuyển bánh xe pháp chiếu sáng thế gian vì khiến cho tất cả chúng sinh được thanh tịnh pháp nhãn. Chuyển bánh xe pháp khai thị nhất thiết trí huệ vì pháp đều khắp tất cả ba đời quá khứ hiện tại và vị lai.
chuyển bảy xe pháp tất cả chư Phật đồng nhất, vì hết thảy mười phương ba đời chư Phật đều cùng một pháp thân, cho nên tất cả chư Phật đồng một pháp luân. Hết thảy chư Phật chẳng trái ngược nhau, tất cả chư Phật dùng vô lượng vô số trăm ngàn ước na do tha bánh xe pháp như vậy. Tùy tâm tu hành khác nhau của các chúng sinh mà làm Phật sự không thể nghĩ bàn, đó là đại Phật sự thứ sáu. Phật tử, tất cả chư Phật vào trong tất cả cung vua thành ấp, vì các chúng sinh mà làm Phật sự, đó là đô ấp Nhân Vương, đô ấp Thiên Vương, đô ấp Long Vương, Dạ Xoa Vương, Cả Thát Bà Vương, Atula Vương, Ca Lô La Vương, Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Giả Vương, La Sát Vương, Tỳ Xá Xà Vương, tất cả các đô ấp của các loài vua như vậy. Khi vào cửa thành thì đại địa chấn động, quang minh chiếu khắp, người mù được thấy, người điếc được nghe, người cuồng được tâm, người không quần áo được quần áo, người nhiều đau khổ đều được an lạc, tất cả nhạc khí không đánh tự kêu, các đồ trang nghiêm đều đeo hay không đeo, đều vang già diệu âm. Chúng sinh nghe được, không ai mà chẳng vui mừng, tất cả chư Phật sắc thần thành tịnh đầy đủ tướng tốt, người thấy không nhàm chán hay vì chúng sinh làm Phật sự, đó là hoặc đoái nhìn, hoặc quan sát, hoặc chuyển động, hoặc co duỗi, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc im, hoặc nói, hoặc hiện thần thông, hoặc vì thuyết pháp, hoặc chỉ dạy. Tất cả như vậy đều vì chúng sinh mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật khắp trong vô số thế giới đủ thứ chúng sinh, trong biệt tâm ưa thích, khuyên khiến cho họ niệm Phật, thường xuyên quan sát, trong các căn lành, tu Bồ Tát hạnh, hoan hỷ sắc tướng của Phật vì diệu bậc nhất. Tất cả chúng sinh khó có thể gặp được, nếu có người thấy được mà vui mừng tín tâm để sinh ra tất cả vô lượng pháp lành, tích tập công đức của Phật khắp đều thanh tịnh, khen ngợi công đức của Phật như vậy rồi, phần thân đến khắp mười phương thế giới khiến các chúng sinh đều được chiêm ngưỡng phụng thờ, tư duy quán sát thừa sự cúng dường trong các căn lành được Phật hoan hỷ, tăng trưởng giống Phật tất sẽ thành Phật. Dùng hạnh như vậy mà làm Phật sự, hoặc vì chúng sinh thể hiện sắc thân, hoặc vang diệu âm, hoặc chỉ mỉm cười khiến cho họ tin vui, cúi đầu đảnh lễ cung kính, khom mình chắp tay, khen ngợi tán thán, thỉnh vấn đưa hỏi mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật dùng hết thảy hạnh như vậy, vô lượng vô số, không thể nói hết được, không thể nghĩ bàn. Đủ thứ Phật sự, ở trong tất cả thế giới, tùy tâm của các chúng sinh vui thích, dùng nguyện lực xưa, sức đại từ bi, sức nhất thiết trí, phương tiện giáo hóa, đều khiến cho họ được điều phục. Đó là đại Phật sự rộng lớn thứ bảy. Phật tử, tất cả chư Phật vào trong tất cả cung vua thành ấp, vì hết thảy chúng sinh mà làm tất cả Phật sự. Nơi hoàng đế kiến đô gọi là đô ấp, tức là thành thị, hoặc là đô thành Thiên Vương trên trời, hoặc Long Vương, Dạ Xoa Vương, dịch là Tốc Tật Quỷ. Càn Thát Bà là nhạc thần tấu âm nhạc của Ngọc Hoàng. A Tu La thì có phước trời mà chẳng có quyền lực trời. Ca Lô La Vương là chim đại bàng cánh vàng. Khẩn Na La Vương cũng là nhạc thần của Ngọc Hoàng. Ma Hầu La Giả Vương là thần đại mãng xà, La Sát Vương là vua của loài quỷ La Sát, Tỳ Xá Xà là tên của quỷ vương. Các đồ ấp vừa nói ở trên của các vị vua, khi Phật vào cửa thành thì đại địa có sáu thứ chấn động. Phật phóng quảng minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, khiến cho người mù thì được thấy, người điếc thì được nghe, người trong tâm phát cuồng thì có trí huệ, người không có quần áo thì được quần áo, hết thảy tất cả chúng sinh đau khổ hoạn nạn thì đều được bình an khoái lạc. Hết thảy tất cả nhạc khí không cần đánh tự kêu lên, hết thảy tất cả đồ trang nghiêm đạo tràng tự phát ra âm thanh vi diệu, tất cả chúng sinh nghe được âm thanh đó không ai mà chẳng vui mừng. Tất cả sắc thân của chư Phật đều thanh tịnh, đều đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bất cứ ai thấy được tướng tốt trang nghiêm đều sinh tâm ái mộ, mắt không tạm rời, khiến cho tất cả chúng sinh đều được khoái lạc, hay vì chúng sinh làm Phật sự. Đó là hoặc đoái nhìn, hoặc nhìn trái, hoặc nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau, hoặc quan sát trong tâm quán tưởng, quan sát tất cả tình hình. Đoái nhìn thuộc về bên ngoài, quan sát thì thuộc về bên trong, hoặc chuyển động, hoặc co duỗi, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, bốn đại oai nghi, hoặc im, hoặc nói, hoặc hiện thần thông, hoặc vì chúng sinh thuyết pháp, hoặc chỉ dạy, tất cả như vậy, để vì chúng sinh mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật ở khắp trong vô số thế giới, trong biển tâm đủ thứ chúng sinh, khuyên khiến cho họ niệm Phật, thường xuyên quan sát trong các căn lành, tu Bồ Tát hạnh, hoan hỷ sắc tướng vi diệu bậc nhất của Phật. Tất cả chúng sinh khó có thể gặp được Phật, nếu có người nào thấy được mà sinh tâm tìm vui mừng, thì sinh ra tất cả vô lượng pháp lành.
tích tập công đức của Phật, khắp đều được thanh tịnh, khen ngợi công đức của tất cả chư Phật như vậy rồi, lại phân thân đến khắp mười phương thế giới, khiến các chúng sinh đều được chiêm ngưỡng phụng thờ, tư duy quán sát, thừa sự cúng dường, trong tất cả căn lành được Phật hoan hỷ tán thán, tăng trưởng giống Phật, tất sẽ thành Phật, dùng hạnh như vậy mà làm Phật sự. Hoặc vì chúng sinh thị hiện sắc thân, hoặc thị hiện vàng diệu âm, hoặc chỉ hiện mỉm cười, khiến cho chúng sinh nhìn thấy sinh tâm tín, cùng hoan hỷ đến học Phật Pháp, khiến cho chúng sinh đảnh lễ cung kính, con mỉm chắp tay, khen ngợi tán thán chư Phật, thỉnh vấn thưa hỏi chư Phật mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật dùng hết thảy hạnh như vậy, vô lượng vô số không thể nói hết được, không thể nghĩ bàn, đủ thứ Phật sự. Ở trong tất cả thế giới, tùy tâm của các chúng sinh vui thích, dùng nguyện lực xưa, sức đại từ bi, sức nhất thiết trí, phương tiện giáo hóa đều khiến cho tất cả chúng sinh căng cường được điều phục. Đó là Đại Phật sự rộng lớn thứ bảy. Ở trong núi Diệu Giác, ở Vạn Phật Thành này, cũng có thần cây, thần cỏ, thần hoa, thần sông đều đến đạo tràng nghe Pháp. Bất quá có vị hiện hình, có vị chẳng hiện hình. Cho nên các vị hàng ngày nghe kinh, đừng có khởi vọng tưởng lăng xăng. Bằng không thì những vị thần này sẽ nổi giận. Bồ Tát thì không nổi giận, nhưng thần hộ Pháp đều biết bạn khỏi vọng tưởng gì, khiến cho họ không nhập định được, cũng không nghe Pháp được. Do đó, đừng có ở tại đạo tràng gây nhiều âm thanh. Một khi bạn khỏi vọng tưởng thì các vị thần đều nghe thấy được, nghe được bạn đang khỏi vọng tưởng nói chuyện. Năm nọ, lần đầu tiên khi chuyển giới ở trong giới trường vào buổi tối mọi người giảng Pháp, có một con rơi đến nghe kinh, nghe Pháp rồi lại bay đi, khi nghe Pháp thì rất thành thật lắng nghe. Lúc đó có một con mèo đó cũng chẳng phải là một con mèo, mà là một người đen. Y cũng muốn đến nghe kinh, nhưng người khác không cho y vào. Các vị đại khái không biết những sự việc này. Bây giờ nói về tầm quan trọng của sự quy y. Khi tôi ở tại Đông Bắc Trung Quốc, chưa thọ giới cổ túc, vẫn còn làm sa di. Lúc đó khoảng hơn 10 tuổi, thì có rất nhiều người quy y với tôi. Tại sao? Vì tôi ở tại Đông Bắc là nơi rất lạnh. Mùa đông hoặc mùa hè, chỉ mặc 3 lớp vải bố. Mùa đông cũng mặc 3 lớp vải bố, mùa hè cũng mặc 3 lớp vải bố. Đó chẳng khác nào là quảng cáo. Một số người cho rằng đó là có đạo hạnh, cho nên có rất nhiều người quy y với tôi. Lúc đó tôi nghĩ, rất nhiều người quy y với tôi có đức hạnh gì chứ? Chẳng có đức hạnh gì cả. Do đó, nhân chỉ hòa, tại hảo vì nhân sư, làm sư phụ chẳng dễ dàng chút nào. Tôi muốn tìm cách độ những người quy y làm đệ tử đó nên tôi phát nguyện. Phát nguyện gì? Tôi nói đệ tử quy y với tôi, nếu y giáo phụng hành, nghe lời chỉ dạy của sư phụ có tín tâm, thì tôi nhất định sẽ độ họ thành Phật. Nếu đệ tử quy y với tôi chưa thành Phật, thì tôi cũng không thành Phật. Họ nhất định thành Phật hết rồi, thì tôi mới thành Phật. Cho nên mỗi lần quy y, tôi đều nói nguyện lực này cho rõ ràng. Sau khi ở Phật giáo giảng đường tại San Francisco, làm cho quả hồi, thầy Hằng Lai bỏ chạy. Lúc đó y đã ghi tên vào chứng điệp quy y rồi, nhưng khi nghe tôi phát nguyện thì y bỏ chạy không quy y. Tại sao? Vì y sợ thành Phật. 3-4 năm sau y lại trở về và chịu quy y. Bây giờ y đã xuất gia, cho nên trước khi quy y phải nói nguyện lực của tôi cho mọi người biết. Bây giờ nếu có ai cảm thấy làm không được thì vẫn có thể không cần quy y. Phật tử, tất cả chư Phật hoặc ở nơi A Lan Nhã mà làm Phật sự, hoặc ở nơi tịch tĩnh mà làm Phật sự, hoặc ở nơi nhàn hạ mà làm Phật sự, hoặc ở chỗ Phật ở mà làm Phật sự, hoặc chỗ trong tam muội mà làm Phật sự, hoặc một mình ở nơi vườn rừng mà làm Phật sự, hoặc ẩn thân chẳng hiện mà làm Phật sự, hoặc chỗ nơi trí thâm sâu mà làm Phật sự, hoặc chỗ cảnh giới của chư Phật không gì sánh bằng mà làm Phật sự, hoặc chỗ nơi đủ thứ thân hành không thể thấy, tùy tâm ưa thích, hiểu biết của các chúng sinh, phương tiện giáo hóa, không ngừng nghỉ mà làm Phật sự, hoặc dùng thân trời cầu nhất thiết trí mà làm Phật sự, hoặc dùng thân rồng, thân dạ xoa, thân cản thát bà, thân atula, thân ca lâu la, thân khẩn na la, thân ma hầu la già, thân người, thân chẳng phải người, vân vân, cầu nhất thiết trí mà làm Phật sự, hoặc dùng thân thanh văn, thân độc giác, thân bồ tát, cầu nhất thiết trí mà làm Phật sự, hoặc khi thuyết pháp khi im lặng mà làm Phật sự, hoặc nói một vị Phật, hoặc nói nhiều vị Phật mà làm Phật sự, hoặc nói tất cả hạnh, tất cả nguyện của các Bồ Tát là một hạnh nguyện mà làm Phật sự, hoặc nói một hạnh một nguyện của các Bồ Tát là vô lượng hạnh nguyện mà làm Phật sự, hoặc nói cảnh giới Phật tức cảnh giới thế gian mà làm Phật sự, hoặc nói cảnh giới thế gian tức cảnh giới Phật mà làm Phật sự,
hoặc nói cảnh giới Phật tức chẳng phải cảnh giới mà làm Phật sự, hoặc trụ một ngày, hoặc trụ một đêm, hoặc trụ nửa tháng, hoặc trụ một tháng, hoặc trụ một năm, cho đến trụ bất khả thuyết tiếp vì các chúng sinh mà làm Phật sự. Đó là Phật sự rộng lớn thứ 8. Bồ Tát Thành Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, tất cả chư Phật hoặc ở nơi A Lan Nhã mà làm Phật sự. A Lan Nhã tức cũng là nơi thanh tịnh, hoặc ở nơi tịch tĩnh chẳng có tiếng ồn ào mà làm Phật sự, hoặc ở nơi nhàn hạ mà làm Phật sự, giống như ở Vạn Phật Thành cũng là nơi A Lan Nhã, cũng là nơi tịch tĩnh, cũng là nơi nhàn hạ. Chúng ta ở tại đây để làm Phật sự, hoặc ở chỗ Phật ở mà làm Phật sự. Vạn Phật Thành tức cũng là chỗ Phật ở. Chúng ta ở đây giảng kinh thuyết pháp đà Phật thất, đà thiện thất đều là làm Phật sự, hoặc trụ trong tam muội mà làm Phật sự, hoặc một mình ở nơi vườn rừng mà làm Phật sự. Vạn Phật Thánh Thành cũng là vườn rừng, hoặc ẩn thân khiến cho người không thấy mà làm Phật sự, hoặc trụ nơi trí huệ thâm sâu mà làm Phật sự, hoặc trụ cảnh giới của chư Phật không gì sánh bằng mà làm Phật sự, hoặc trụ nơi đủ thứ thân hành không thể thấy, tùy tâm ưa thích hiểu biết của các chúng sinh, phương tiện giáo hóa không khi nào ngừng nghỉ mà làm tất cả Phật sự, hoặc dùng thân trời cầu nhất thiết trí mà làm Phật sự, hoặc dùng thân rồng, thân dạ xoa, thân cản thất bà, thân Atula, thân Ca Lâu La, thân Khẩn Na La, thân Ma Hầu La Già, thân người, thân chẳng phải người, vân vân, cầu nhất thiết trí mà làm Phật sự. Hoặc dùng thân Thanh Văn, thân Độc Giác, thân Bồ Tát, cầu nhất thiết trí mà làm Phật sự, hoặc khi thuyết pháp, khi im lặng mà làm Phật sự, hoặc nói một vị Phật, hoặc nói nhiều vị Phật mà làm Phật sự, hoặc nói tất cả hạnh, tất cả nguyện của các Bồ Tát là một hạnh nguyện mà làm Phật sự, hoặc nói một hạnh, một nguyện của các Bồ Tát làm vô lượng hạnh, vô lượng nguyện mà làm Phật sự. Tất cả tức là một, một tức là tất cả. Hoặc nói cảnh giới Phật, tức cảnh giới thế gian mà làm Phật sự. Hoặc nói cảnh giới thế gian, tức cảnh giới Phật mà làm Phật sự. Hoặc nói cảnh giới Phật, tức chẳng phải cảnh giới mà làm Phật sự. Hoặc trụ một ngày, hoặc trụ một đêm, hoặc trụ nửa tháng, hoặc trụ một tháng, hoặc trụ một năm, cho đến trụ bất khả thuyết kiếp vì các chúng sinh mà làm Phật sự. Đó là Phật sự rộng lớn thứ 8. Phật tử, tất cả chư Phật là tạng sinh ra căn lành thanh tịnh, khiến cho các chúng sinh ở trong Phật Pháp sinh ra tín hiệu thanh tịnh, các căn điều phục vĩnh viễn lìa thế gian, khiến cho các Bồ Tát nơi đạo Bồ Đề đủ trí huệ quang minh chẳng do người khác mà ngộ được, hoặc hiện Niết Bàn mà làm Phật sự, hoặc hiện thế gian thể đều vô thường mà làm Phật sự, hoặc nói thân Phật mà làm Phật sự, hoặc nói những việc làm thể đều đã làm xong mà làm Phật sự, hoặc nói công đức viên mãn không thiếu mà làm Phật sự, hoặc nói dứt hẳn nguồn gốc các cõi mà làm Phật sự, hoặc khiến cho chúng sinh nhàm lìa thế gian tùy thuận tâm Phật mà làm Phật sự, hoặc nói thọ mạng cuối cùng trở về hết mà làm Phật sự, hoặc nói thế gian không có một Phật gì đáng ưa thích mà làm Phật sự, hoặc vì họ tuyên nói hết thuở vị lai cúng dường chư Phật mà làm Phật sự, hoặc nói chư Phật chuyển bánh xe pháp thanh tịnh khiến cho họ được nghe sinh đại hoan hỷ mà làm Phật sự, hoặc vì họ tuyên nói cảnh giới của chư Phật khiến cho họ phát tâm tu các hạnh mà làm Phật sự, hoặc vì họ tuyên nói niệm Phật tam muội khiến cho họ phát tâm thưởng thích thấy Phật mà làm Phật sự, hoặc vì họ tuyên nói các căn thanh tịnh siêu cầu Phật đạo tâm không giải đãi thối chuyển mà làm Phật sự, hoặc đến tất cả cõi nước chư Phật quán các cảnh giới đủ thứ nhân duyên mà làm Phật sự, hoặc nhiếp tất cả thân của chúng sinh đều làm thân Phật khiến cho các chúng sinh giải đãi phóng dật đều trụ nơi giới cấm thanh tịnh của Như Lai mà làm Phật sự. Đó là Phật sự rộng lớn thứ 9. Bồ Tát Thành Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, các vị có biết chăng, tất cả chư Phật là bảo tạng sinh ra căn lành thanh tịnh, khiến cho hết thảy chúng sinh ở trong Phật Pháp sinh ra tìm hiểu thanh tịnh, khiến cho các căn của chúng sinh được điều phục. Các căn điều phục tức là mắt chẳng nhìn những cái không đáng nhìn, tai không nghe tiếng không đáng nghe, miệng không nói điều không nên nói, tâm không nghĩ những điều không nên nghĩ, thân không làm việc không đáng làm. Tất cả những gì không hợp pháp, không hợp lễ, đều không làm, đó gọi là các căn được điều phục. Vĩnh viễn lìa tri kiến thế gian, pháp nhiễm ô thế gian, ái tình thế gian, khiến cho tất cả Bồ Tát nơi đạo Bồ Đề đầy đủ trí huệ thông minh. Đối với pháp môn liễu sinh thoát tử, tự tánh tự ngộ, tự tánh tự độ, chẳng do người khác mà ngộ được. Do đó hoặc hiện tướng Niết Bàn mà làm Phật sự, hoặc hiện cảnh giới thế gian vô thường mà làm Phật sự, hoặc nói thất Phật 32 tướng 80 vẻ đẹp mà làm Phật sự,
hoặc nói những việc làm thầy đều đã làm xong, không còn thọ thân sau nữa mà làm Phật sự, cho nên được một thì vạn sự đều xong, hoặc nói công đức viên mãn không thiếu mà làm Phật sự. Hoặc nói lìa hẳn nguồn gốc các cõi, tức tam giới 25 cõi mà làm Phật sự. Nguồn gốc các cõi là gì? Tức là vô minh, hoặc khiến cho chúng sinh nhàm lìa thế gian, lìa khỏi thế gian tu công đức thanh tịnh, tùy thuận tâm của chư Phật mà làm Phật sự. Hoặc nói thọ mạng cuối cùng trở về hết, tương lai sẽ phải chết mà làm Phật sự, khiến cho chúng sinh chẳng tham ái tất cả vinh hoa phú quý của thế gian. Hoặc nói thế gian tất cả đều là vô thường, khổ không vô ngã, không có một vật gì đáng ưa thích mà làm Phật sự. Hoặc vì họ tuyên nói hết thuở vị lai cúng dường chư Phật mà làm Phật sự. Hoặc nói chư Phật thường chuyển bánh xe pháp thành tịnh, khiến cho chúng sinh nghe được sinh tâm đại hoan hỷ mà làm Phật sự. Hoặc vì họ tuyên nói cảnh giới của chư Phật, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề tu tất cả hạnh môn mà làm Phật sự. Hoặc vì họ tuyên nói pháp môn niệm Phật tam muội, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề thường hoan hỷ thấy Phật mà làm Phật sự. Hoặc vì họ tuyên nói các căn thanh tịnh siêu cầu tất cả Phật đạo tâm không giải đãi thối chuyển mà làm Phật sự. Hoặc đến tất cả cõi nước chư Phật quán các cảnh giới đủ thứ nhân duyên mà làm Phật sự. Hoặc nhất trí tất cả thân của chúng sinh tương lai đều làm thân Phật, khiến cho các chúng sinh giải đãi phóng dật, không muốn tu hành, không còn phóng dật nữa. Thế nào gọi là giải đãi? Ví như mọi người tu hành, còn mình chẳng tu hành. Mọi người niệm Phật, mình đến chỗ khác đi tản bộ. Hiện tại Phật nhất trì kẻ giải đãi, khiến cho họ hết giải đãi, không còn phóng dật nữa, để biết hồi quang phản chiếu trở về cầu nơi chính mình. Biết nếu không tu là tự mình lừa dối mình, như vậy mà làm Phật sự. Đó là Phật sự rộng lớn thứ 9. Phật tử, tất cả chư Phật khi vào Niết Bàn, vô lượng chúng sinh khóc lóc rơi lệ, sinh đại yêu não, nhìn nhau mà nói rằng, Như Lai Thế Tôn có đại từ bi, thương xót lợi ích tất cả thế gian, làm nơi cứu hộ, làm chỗ trở về cho các chúng sinh. Như Lai xuất hiện khó có thể gặp được, dụng phước điển vô thượng mà nay diệt hẳn, tương dụng như vậy, khiến cho các chúng sinh bị ai thương tiếc mà làm Phật sự. Lại vì hóa độ tất cả chư thiên, loài người, rồng thần, dạ xoa, cản thát bà, Atula, Kalula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người, tùy theo sự ưa muốn của họ, tự làm nát vụn thân mình để làm vô lượng, vô số xá lợi, không thể nghĩ bàn, khiến cho các chúng sinh khỏi tâm tin thanh tịnh, cung kính tôn trọng, hoan hỷ cúng dường, tu các công đức đầy đủ viên mãn, lại xây dựng tháp, đủ thứ sự nghiêm sức, ở trong các cung trời, cung rồng, cung dạ xoa, cả tháp bà Atula, Kalula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người, dùng làm cúng dường, răng móng tóc đều xây dựng tháp để thờ, khiến cho người thấy được thầy đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, tín ưa không đúng qua, thành kính tôn trọng, ở nơi nào cũng đều bố thí cúng dường, tu các công đức, vì nhớ phước đó hoặc được sinh về cõi trời, hoặc sinh nhân gian, chủng tộc tôn quý, tài sản đầy đủ, hết thảy quyến thuộc đều thanh tịnh, không đọa vào đường ác, thường sinh vào đường lành, luôn được gặp Phật, đủ các pháp trắng, ở trong ba cõi sớm được thoát khỏi, đều tùy theo nguyện lực đắc được tự thừa quả, ở chỗ Như Lai tri ân báo ân, vĩnh viễn làm chỗ nương tựa cho thế gian. Phật tử, chư Phật Thế Tôn tùy vào bát niết bàn rồi vẫn làm dụng phước thanh tịnh không nghĩ bàn, dụng phước vô tận công đức tối thượng của chúng sinh, khiến cho các chúng sinh căn lành đầy đủ phước đức viên mãn. Đó là Phật sự rộng lớn thứ 10. Phật tử, các Phật sự đó vô lượng rộng lớn không thể nghĩ bàn, tất cả thế gian chư thiên và loài người cùng các bậc thanh văn độc giác, quá khứ, vị lai, hiện tại đều không biết được, chỉ chừng oai thần của Như Lai gia trì. Phật tử, tất cả chư Phật khi vào Niết Bàn, vô lượng chúng sinh khóc lóc rơi lệ, bi ai, khóc không thành tiếng, yêu sầu khổ não vô hạn. Lúc đó bạn nhìn tôi nhìn bạn, mọi người đều không còn cách nào hơn, đồng thanh nói rằng, Như Lai Thế Tôn có tâm đại từ bi, thương xót lợi ích chúng ta chúng sinh, làm bậc cứu hộ của chúng ta chúng sinh, làm chỗ trở về cho chúng ta chúng sinh. Như Lai xuất hiện chẳng dễ gì gặp được, chúng sinh đa số sinh ra trước Phật hoặc sau Phật, hiện tại Phật vào Niết Bàn rồi chúng ta cũng không được gặp Phật, ruộng phước điển vô thượng nay đã diệt hẳn, tư dùng như vậy khiến cho các chúng sinh bi ai thương tiếc để làm Phật sự. Lại vì hóa độ tất cả chư thiên loài người, rồng thần dạ xoa, cản thát bà, Atula, Kalula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người, tùy theo sự hoan hỷ của chúng sinh, Phật tự làm nát thân mình, khiến cho thân thể biến thành vô lượng vô số xá lợi, khiến cho tất cả chúng sinh
biết sinh tâm tín thành tịnh, cung kính tôn trọng, hoan hỷ cúng dường, tu tất cả công đức đầy đủ viên mãn, lại xây dựng đủ thứ bảo tháp, đủ thứ sự nghiêm sức. Nơi các cung trời, cung rồng, cung dạ xoa, Càn Thát Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người, trong các cung điện đó, dùng để cúng dường, rằng móng tóc đều xây dựng tháp để thờ, khiến cho người thấy được thầy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tin ưa không thối chuyển, thành kính, tôn trọng, ở nơi nào cũng đều bố thí cúng dường, tu các công đức, vì nhớ phước đức đó, hoặc được sinh về cõi trời, hoặc sinh nhân gian, chủng tộc tôn quý, tài sản đầy đủ. Hết thầy quyến thuộc đều thanh tịnh, không đọa vào đường ác, thường sinh vào ba đường lành, luôn được gặp Phật đầy đủ tất cả pháp thanh tịnh, ở trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, từ ba cõi này sớm được thoát khỏi ba cõi, đều tùy theo nguyện lực của họ đắc được thừa, mà chính họ hoan hỷ tu hành đắc được quả tương ưng, hoặc là A-la-hán, hoặc là duyên giác, hoặc chứng được quả vị Bồ-Tát. Họ biết Phật đối với họ có ân đức lớn như vậy, thường nghĩ báo đáp vĩnh viễn làm chỗ nương tựa cho chúng sinh thế gian. Phật tử, chư Phật Thế Tôn tùy vào bát niết bàn rồi vẫn làm ruộng phước thanh tịnh không nghĩ bàn cho chúng sinh, công đức của Ngài là ruộng phước vô tận tối thượng, khiến cho các chúng sinh căn lành đầy đủ, phước đức viên mãn, đó là Phật sự rộng lớn thứ 10. Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, 10 Phật sự rộng lớn vừa nói ở trên, rộng lớn vô lượng không thể nghĩ bàn, tất cả thế gian chư thiên và loài người cùng các bậc thanh văn tu pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo, độc giác tu pháp 12 nhân duyên, quá khứ vị lai hiện tại đều không biết được Phật sự rộng lớn của chư Phật, chỉ có đại oai thần lực của Phật gia bị họ mới biết được. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 pháp tự tại hạnh không hai. Những gì làm 10, đó là tất cả chư Phật đều khéo nói ngôn từ thọ ký, quyết định không hai. Tất cả chư Phật đều tùy thuận tâm niệm chúng sinh khiến cho ý của họ được đầy đủ, quyết định không hai. Tất cả chư Phật đều hiện giác ngộ tất cả các pháp, diễn nói nghĩa lý, quyết định không hai. Tất cả chư Phật đều đầy đủ trí huệ chư Phật ba đời, quá khứ vị lai hiện tại, quyết định không hai. Tất cả chư Phật đều biết tất cả sát na ba đời, tức một sát na, quyết định không hai. Tất cả chư Phật đều biết tất cả cõi Phật ba đời và một cõi Phật, quyết định không hai. Tất cả chư Phật đều biết lời nói tất cả chư Phật ba đời, tức lời nói của một vị Phật, quyết định không hai. Tất cả chư Phật đều biết sự giáo hóa tất cả chúng sinh của tất cả chư Phật ba đời, thể tánh bình đẳng, quyết định không hai. Tất cả chư Phật đều biết tánh pháp thế gian và các Phật pháp không khác nhau, quyết định không hai. Tất cả chư Phật đều biết hết thảy căn lành của tất cả chư Phật ba đời, đồng một căn lành, quyết định không hai, đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn lại có 10 pháp tự tại hạnh không hai. Những gì là 10? Đó là một, tất cả chư Phật đều khéo nói ngôn từ thọ ký, quyết định không hai. Bất cứ thọ ký cho ai nhất định sẽ đắc được quả thọ ký. 2. Tất cả chư Phật đều tùy thuận tâm niệm chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều tùy tâm mãn nguyện, đó cũng là quyết định không hai. 3. Tất cả chư Phật đều hiện giác ngộ, thấu rõ tất cả các pháp, và còn diễn nói nghĩa lý thật tướng của tất cả các pháp, đó cũng là quyết định không hai. 4. Tất cả chư Phật đều đầy đủ trí huệ quang minh của chư Phật ba đời, quá khứ vị lai hiện tại, cũng là quyết định không hai. 5. Tất cả chư Phật, Phật Phật đạo đồng cho nên nói, đều biết tất cả sát na ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, tức một sát na tức là thời gian rất ngắn, tất cả sát na là thời gian rất dài. Thời gian dài và thời gian ngắn là tương đồng, cũng chẳng có dài, cũng chẳng có ngắn, trong dài có ngắn, trong ngắn có dài. Một tức tất cả tức một, cũng là quyết định không hai. 6. Tất cả chư Phật đều biết tất cả cõi Phật ba đời và một cõi Phật, cũng quyết định không hai. Nhiều tức là một, một tức là nhiều, một nhiều vô ngại. 7. Tất cả chư Phật đều biết lời nói tất cả chư Phật ba đời, tức lời nói của một vị Phật. Do đó, 10 phương chư Phật ba đời đều cùng một pháp thân, cho nên lời nói của tất cả chư Phật tức là lời nói của một vị Phật, lời nói của một vị Phật tức là lời nói của tất cả chư Phật, quyết định không hai. 8. Tất cả chư Phật đều biết sự giáo hóa tất cả chúng sinh của tất cả chư Phật ba đời, thể tánh bình đẳng, cũng quyết định không hai. 9. Tất cả chư Phật đều biết tánh pháp thế gian và các Phật pháp không khác nhau, quyết định không hai. 10. Tất cả chư Phật đều biết hết thảy căn lành của tất cả chư Phật ba đời, đồng một căn lành, cũng quyết định không hai. Đó là 10, đây là 10 thứ quyết định không hai. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ trụ, trụ tất cả pháp,
Những gì là 10, đó là tất cả chư Phật trụ giác ngộ tất cả pháp giới, tất cả chư Phật trụ lời nói đại bi, tất cả chư Phật trụ đại nguyện xưa, tất cả chư Phật trụ chẳng bỏ điều phục chúng sinh, tất cả chư Phật trụ pháp không tự tánh, tất cả chư Phật trụ bình đẳng lợi ích, tất cả chư Phật trụ pháp không quên mất, tất cả chư Phật trụ tâm không chướng ngại, tất cả chư Phật trụ tâm luôn chánh định, tất cả chư Phật trụ bình đẳng và tất cả pháp không trái với tướng thật tế, đó là 10. Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, các vị có biết chăng, chư Phật Thế Tôn lại có 10 thứ trụ, trụ nơi tất cả pháp. Những gì là 10 thứ trụ? Đó là: một, tất cả chư Phật trụ giác ngộ tất cả pháp giới; 2, tất cả chư Phật trụ lời nói đại bi, thường nói lời đại bi đối với tất cả chúng sinh; 3, tất cả chư Phật trụ đại nguyện thuở xưa đã phát ra; 4, tất cả chư Phật trụ chẳng bỏ điều phục chúng sinh, lúc nào cũng muốn điều phục giáo hóa chúng sinh; 5, tất cả chư Phật trụ pháp không tự tánh, chẳng có thể tướng; 6, tất cả chư Phật trụ bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh; 7, tất cả chư Phật trụ pháp không quên mất, đối với tất cả các pháp chẳng có lúc nào quên; 8, tất cả chư Phật trụ tâm không chướng ngại; 9, tất cả chư Phật trụ tâm luôn chánh định, thường thường trụ trong chánh định; 10, tất cả chư Phật trụ bình đẳng và tất cả pháp không trái với tướng thật tế, đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ, biết hết tất cả pháp không thừa sót. Những gì là 10? Đó là biết hết tất cả pháp quá khứ không thừa sót, biết hết tất cả pháp vị lai không thừa sót, biết hết tất cả pháp hiện tại không thừa sót, biết hết tất cả pháp lời nói không thừa sót, biết hết tất cả đạo thế gian không thừa sót, biết hết tất cả tâm chúng sinh không thừa sót, biết hết tất cả căn lành Bồ Tát Thượng Trung Hạ đủ thứ phần vị không thừa sót, biết hết nhất thiết trí viên mãn của Phật và các căn lành không tăng không giảm không thừa sót, biết hết tất cả pháp đều từ duyên khởi không thừa sót, biết hết tất cả loại thế giới không thừa sót, biết hết các việc khác nhau như lưới nhân đà la trong tất cả pháp giới không thừa sót, đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ, biết hết tất cả pháp không thừa sót. Những gì là 10? Đó là: một, biết hết tất cả pháp quá khứ chư Phật đã nói không thừa sót; 2, biết hết tất cả pháp vị lai cũng không thừa sót; 3, biết hết tất cả pháp hiện tại cũng không thừa sót; 4, biết hết tất cả pháp lời nói không thừa sót; 5, biết hết tất cả đạo thế gian, thiện ác thị phi đủ thứ đạo lý không thừa sót; 6, biết hết tất cả tâm chúng sinh đang nghĩ gì, tất cả chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, đều thấy, không thừa sót; 7, biết hết tất cả căn lành, hoặc có thượng căn lành, trung căn lành, hạ căn lành, đủ thứ phần vị không có gì mà không biết, tại sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cho đến thập địa, đẳng giác, tại địa vị nào Phật đều biết không thừa sót; 8, biết hết nhất thiết trí viên mãn của Phật và tất cả căn lành của Phật, không tăng không giảm không thừa sót; 9, biết hết tất cả pháp đều từ duyên sinh không thừa sót; 10, biết hết tất cả loại thế giới không thừa sót; 11, biết hết các việc khác nhau như lưới nhân đà la trong tất cả pháp giới không thừa sót, đó là 10 thứ biết hết không thừa sót. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ lực. Những gì là 10? Đó là lực rộng lớn, lực tối thượng, lực vô lượng, lực đại oai đức, lực khó được, lực bất thối, lực kiên cố, lực không thể hoại, lực tất cả thế gian không thể nghĩ bàn, lực tất cả chúng sinh không thể động, đó là 10. Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, chư Phật Thế Tôn lại có 10 thứ lực. Những gì là 10? Đó là sức lực rộng lớn, sức lực tối thượng, sức lực vô lượng, sức lực đại oai đức, sức lực khó được, sức lực bất thối, sức lực kiên cố, sức lực không thể hoại, sức lực tất cả thế gian không thể nghĩ bàn, sức lực tất cả chúng sinh không thể động, đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 pháp tràng, dũng kiện, nà là diện. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật thân không thể hoại, mạng không thể dứt, thuốc độc thế gian không thể trúng được, nạn nước, gió, lửa của tất cả thế giới đều không thể hại được thân Phật. Tất cả các ma, trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, Atula, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, người chẳng phải người, tỳ xá xà, la sát, v.v. dùng hết thế lực của họ, cùng lúc mưa xuống kim cang lớn như núi Tu Di và núi Thiết Vi khắp 3.000 đại thiên thế giới, đều không thể khiến cho tâm Phật sợ hãi, cho đến một chân lông cũng không lay động. Phật đi đứng nằm ngồi ban đầu không thay đổi, chỗ của Phật ở bốn phương xa gần, chẳng khiến cho rớt xuống thì không thể mưa xuống, giả sử không chế ngự mà mưa xuống thì cũng không làm tổn hại được Phật,
Nếu có chúng sinh được Phật gia trì và Phật sai xử, còn không thể hại được, hà huống là thân của Như Lai, đó là pháp tràng dũng kiện đại na la diên thứ nhất của chư Phật. Phật tử, chư Phật Thế Tôn lại có 10 pháp tràng dũng kiện đại na la diên. Những gì là 10 pháp tràng dũng kiện đại na la diên? Đó là: một, tất cả chư Phật thân không thể hoại. Tại sao không thể hoại? Vì thân Phật giống như hư không cho nên không thể hoại. Sinh mạng của Phật cũng không thể dứt. Hết thảy thuốc độc trên thế gian cũng không thể nào làm tổn hại Phật được. Tất cả nạn đất, nước, gió, lửa của tất cả thế giới cũng đều không thể hại được thân Phật. Hết thảy tất cả các thiền mà ngoại đạo, trời rồng, dạ xoa, càn thát bà, Atula, ca lô la, khẩn na la, ma hổ la già, người chẳng phải người, tỳ xá xà, quỷ ăn tinh khí, la sát, vân vân, dùng hết thế lực của họ cùng lúc từ trên không rơi xuống kim cang to lớn như núi Tu Di và núi Thiết Vi, khắp 3.000 đại thiên thế giới cũng đều không thể khiến cho tâm Phật sợ hãi, cho đến một sợi chân lông cũng không lay động. Phật có định lực như vậy, một lỗ chân lông cũng không lay động. Ngài đi đứng nằm ngồi đều bình thường, không có chút nào thay đổi. Chỗ của Phật ở bốn phương xa gần, nếu Phật không khiến cho rớt xuống thì không thể rớt xuống. Giả sử Phật không dùng Phật lực để chế ngự mà khiến cho nó tùy tiện rớt xuống thì cũng không làm tổn hại được Phật. Nếu như có chúng sinh nào được Phật gia trì và Phật sai xử họ làm gì đó thì chúng sinh đó cũng không bị kim cang của thiên ma ngoại đạo làm tổn hại được, hà huống là thân của Như Lai. Đó là pháp tràng dũng kiện đại la la diên thứ nhất của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật đem núi Chúa Tù Di và núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, biển cả núi rừng, cung điện, nhà cửa, trong các thế giới của tất cả pháp giới, để vào một lỗ chân lông, hết kiếp thuở vị lai, mà các chúng sinh vẫn không cảm giác, không hay biết, chỉ trừ thần lực của Như Lai gia bị. Phật tử, bây giờ chư Phật ở nơi một lỗ chân lông, giữ gìn tất cả thế giới đó, hết kiếp vị lai, hoặc đi đứng nằm ngồi, chẳng sinh ra một tâm niệm mỏi mệt. Phật tử ví như hư không, giữ gìn khắp hết thảy thế giới, trong tất cả khắp cùng pháp giới mà không mỏi mệt. Tất cả chư Phật nơi một lỗ chân lông, giữ gìn các thế giới cũng là như thế. Đó là pháp tràng dũng kiện đại na la diên thứ hai của chư Phật. Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại nói: các vị đệ tử của Phật, tất cả chư Phật đem núi Chúa Tu Di và núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, biển cả núi rừng, cung điện, nhà cửa, trong các thế giới của tất cả pháp giới, để vào trong một lỗ chân lông của Phật, hết kiếp thuở vị lai mà các chúng sinh vẫn không cảm giác, không hay biết, ở trong một lỗ chân lông của Phật, chỉ trừ oai thần lực của Như Lai gia bị thì họ mới biết được. Phật tử, bây giờ chư Phật ở nơi một lỗ chân lông, giữ gìn vô lượng vô biên tất cả thế giới đó, hết kiếp thuở vị lai, hoặc đi hoặc đứng, hoặc nằm hoặc ngồi, chẳng sinh ra một tâm niệm mỏi mệt. Phật tử ví như hư không, giữ gìn khắp hết thảy thế giới trong tất cả khắp cùng pháp giới cũng không mỏi mệt. Tất cả chư Phật nơi một lỗ chân lông, giữ gìn các thế giới cũng là như thế. Đó là pháp tràng dũng kiện đại na la diên thứ hai của chư Phật.